Xin chào mọi người đã đến với Daily Nitcode Challenge. Nếu như các bạn chưa biết thì đây là chuỗi video series mà hàng ngày mình sẽ ra video và giải một bài tập trên Nitcode. Để biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn hãy vào danh sách Daily Nitcode Challenge của mình và xem hai video đầu tiên để hiểu được cái cách hoạt động của chuỗi video series này. Ok, xin chào mọi người, chào mọi Ok, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với đây số 18 của Daily Nitcode Challenge. Hôm nay chúng ta sẽ đến với problem Linked Circuit 2 với ID là 142. Bài này là một bài nâng cao hơn so với bài ngay phía trước hôm day 17 mà chúng ta đã làm. Ok, đề bài của chúng ta như sau. Đề bài cho chúng ta một linked list và nhiệm vụ của chúng ta là xác định cái điểm đầu tiên bắt đầu cái circle của chúng ta. Nếu như bạn nào mà chưa biết cái circle linked list này là như nào thì các bạn có thể xem lại cái video day 17 để có thể hiểu rõ hơn. Với day 17 thì chúng ta xác định xem là cái linked list này có cái circle hay không. Thì với day 18 bài circle linked list number 2 của chúng ta thì chúng ta cần phải xác định cái điểm bắt đầu của cái circle linked list đấy là như nào. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái linked list như sau. Thì điểm số 2 này chính là cái bắt đầu của cái linked list này. Với cái linked list này thì đây là một cái circle linked list luôn. Thì cái điểm đầu tiên của nó cũng chính là cái điểm bắt đầu của circle linked list. Và ở ví dụ này thì nó chỉ có một node thôi, thì đây nó không được coi là một cái circle linked list. Vì vậy mà nó trả về luôn. Thì cái header của chúng ta, của function mà chúng ta cần là element có tên là detect circle. Theo đó thì cái linked node của chúng ta nó sẽ được truyền vào cái head. Còn trỏ head là trỏ vào đầu của cái linked list này. Và nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra cái node bắt đầu của circle đó và return cái node đấy. Nếu như nó không phải là một circle hoặc nó không tồn tại một circle thì chúng ta sẽ return null. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị một số đoạn code để có thể implement được bài tập này. Ok, với bài tập này thì chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật tương tự so với cái bài day 17. Thì chúng ta sẽ làm với một cái kỹ thuật như sau. Chúng ta sẽ tạo một cái function có tên là check loss. Ok, cái function này của chúng ta sẽ trả về như sau. Chúng ta sẽ trả về -1 nếu như cái node mà chúng ta đang set nó không tạo thành một cái circle. Trả về 0 nếu như cái node này của chúng ta có thể tạo thành một cái circle nhưng mà cái node đấy lại không trùng với cái điểm bắt đầu của cái thời điểm mà chúng ta set. Ok, và chúng ta trả về 1 nếu như nó tạo thành circle và trùng với điểm bắt đầu. Ok, bài này với cái function này của chúng ta nhằm mục đích là kiểm tra từng nút một xem là chúng ta chạy một vòng xem có tìm được cái nốt của chúng ta hay không. Ok, cái ý tưởng mà chúng ta sử dụng với function đó như sau. Ví dụ như chúng điểm đầu tiên chúng ta set đó là cái ô đầu tiên này. Ô đầu tiên này thì chúng ta dùng một loạt và chúng ta phát hiện ra là nó có circle nhưng mà chúng nó sẽ gặp vào nhau một cái điểm nào đó xung quanh đây và cái điểm đó nó sẽ không trùng với cái điểm bắt đầu của chúng ta. Tiếp theo chúng ta duyệt đến điểm này thì điều tương tự cũng sẽ xảy ra là chúng ta sẽ detect được là cái vòng này nó có circle nhưng mà chúng ta nó sẽ khác với cái điểm này cho đến khi chúng ta xét đến điểm này. Điểm này là điểm vô cùng đặc biệt vì nó bắt đầu bởi một cái circle này. Chính vì vậy mà cái điểm slow và cái fast của chúng ta, vì fast luôn luôn đi nhanh hơn 2 lần cái thằng slow này nên khi slow đi được một vòng thì lúc đó thằng fast của chúng ta sẽ đi chính xác là được 2 vòng và nó cùng nhau gặp nhau tại điểm này và nó trùng luôn với cái điểm bắt đầu của chúng ta. Chúng ta có thể ví dụ như sau. Ok, ví dụ như chúng ta gọi con trỏ P chúng ta là thằng slow và quy của chúng ta là thằng fast và đây cũng chính là cái điểm bắt đầu mà chúng ta cùng check luôn. Ok, P
P chúng ta đi một bước thì Q chúng ta đi được 2 bước. P chúng ta đi được 1 bước thì Q chúng ta đi được 2 bước. P chúng ta đi được 1 bước thì Q chúng ta đi được 2 bước. P chúng ta đi được 1 bước thì Q chúng ta đi được 2 bước. P chúng ta đi được 1 bước thì Q chúng ta đi được 2 bước. P lúc này trở về vị trí tương tự đầu tiên đi và đi tròn được một vòng. Lúc này Q cũng lại trở về vị trí đầu tiên này và nó đi tròn được 2 vòng. Và nó trùng với cái điểm đầu tiên này của chúng ta ở đây. Ok. Bài kiểm tra chúng ta có thể viết qua như sau. Viết qua cái cách sử dụng hàm của chúng ta như sau. Chúng ta sẽ có một cái con trỏ current. Current node để chúng ta duyệt lần lượt ở trên cái linked list của chúng ta. Ngoài current node khác lên thì chúng ta còn thực hiện if, chỗ này chúng ta sẽ lấy kết quả của hàm trên, result của hàm check node của current node. If result của chúng ta bằng 1, bằng 0 đi, bằng trừ 1 đi, tức là không, nó bằng trừ 1 thì không tạo thành SQL, thì lúc này chúng ta return null luôn. Else if result của chúng ta bằng 1, bằng 1 thì lúc này chính là cái trường hợp mà chúng ta tạo thành SQL và trùng với cái điểm bắt đầu của chúng ta luôn, tức là đây cũng chính là điểm mà chúng ta cần tìm, vì vậy chúng ta có thể return luôn cái current node này. Ok, trường hợp còn lại else, else là tạo thành SQL nhưng không trùng với điểm bắt đầu, thì lúc này chúng ta lại thực hiện xét điểm tiếp theo thôi, nhảy sang điểm tiếp theo để xét tiếp chấm next. Ok, và nó một là return null ở đây, hoặc return node tìm được đây, hoặc duyệt tiếp để đến khi nào nó bằng null thì nó sẽ break và chứng tỏ là không có sơ cầu tạo thành, thì nó sẽ return null ở đây. Ok, còn ở trong này thì chúng ta sẽ thực hiện cái phương pháp mà sử dụng hai con trỏ nhưng mà chúng ta đã từng làm ở đây 17. Bạn nào chưa rõ cái giải tuần này thì có thể quay lại đêm 17 để thực hiện. Ok, với thao tác này thì chúng ta sẽ implement hơi khác một chút để chúng ta có thể hơi khác so với code của đêm 17 hơn một chút, để chúng ta có thể thu ngắn gọn lại được cái code mà chúng ta cần. Ok, đầu tiên thì chúng ta xét cái current node này nó phải khác không trước đã, phải khác luôn trước đã. Nếu mà bằng nút thì chúng ta return on trừ 1. Ok, chỗ này chúng ta return không này. Ok, chúng ta sẽ tạo hai con trỏ fast và slow. Slow bằng current node. Cả hai con trỏ fast và slow này chúng ta sẽ cho xuất phát vào cùng một điểm. Ok, và while chừng nào mà slow của chúng ta khác luôn và fast, con trỏ fast của chúng ta cũng khác luôn, và vì con trỏ fast của chúng ta sẽ đi trước cái con trỏ slow của chúng ta 2 bước, do vậy mà fast.next của chúng ta cũng phải khác luôn. Ok, ở đây thì slow của chúng ta sẽ nhảy lên một bước, slow bằng slow.next, fast của chúng ta sẽ nhảy 2 bước, fast.next và chấm next, do chúng ta đã cái này của chúng ta đã khác luôn rồi, do chúng ta sẽ set cái điều kiện đó ở đây. Ok, nếu như fast bằng slow thì chứng tỏ có SQL, còn nếu nó ra ngoài này là không có SQL. Ok, chỉ có thể nhảy vào đây thì nó sẽ có SQL thôi. Và if như cái điểm này, điểm phát này mà trùng với điểm bắt đầu của chúng ta chính là cái current node, node mà chúng ta đang set, thì tức là nó chính là điểm mà chúng ta cần tìm, chúng ta return 1. Còn nếu không mà nó tạo thành hình tròn thì chúng ta return 0. Đây, như chúng ta đã bảo là có tạo thành circle nhưng nó lại không trùng với điểm bắt đầu thì nó không phải là điểm mà chúng ta cần tìm.
Ok, và đây là tạo thành circle. Nếu như circle trùng với node thì đây là return 1. Còn nếu không thì nó chỉ tạo thành circle bình thường thôi thì chúng ta return 0. Ok, có vẻ bài chúng ta hợp lý rồi. Sau đây chúng ta submit xem. Ok, submit. Accept. Ok, chúng ta vào more detail để kiểm chúng ta sẽ thấy một số điều thú vị sau đây. Chúng ta thấy rằng là các bạn thấy không thể bình thường solution của chúng ta nếu như càng ở về phía bên trái này là sẽ là solution tốt hơn là cho set. Các bạn này nó set cho runtime, tức là chương trình chạy càng nhanh thì sẽ là ở phía bên trái này, chương trình chạy càng chậm thì sẽ ở cái bên phải này. Thì chúng ta thấy rằng chương trình của chúng ta chạy quá chậm nên chúng nó không thể xuất hiện trên bảng các bạn xem lại này được. Thì chúng ta ở đây chúng ta độ phức tạp của chúng ta là bao nhiêu. Cứ mỗi một vòng check node này thì chúng ta kiểm tra xem nó có phải là một circle hay không. Thì cái đoạn này của chúng ta check node này chúng ta sẽ chiếm là owner. Mà mỗi một node chúng ta lại phải duyệt đúng một cái thao tác như vậy. Thì có n node thì sẽ là n n lần nhân n lần, tức là n bình. Tức là độ phức tạp của chúng ta sẽ là owner bình. Chính vì vậy mà thời gian nó khá là chậm, mặc dù chúng ta vẫn được chấp nhận, vẫn được accepted, nhưng cái cách này nó khá là tồi. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ đến với cái giải thuật tiếp theo. Ok, thì cái giải thuật này của chúng ta tên là Floyd Circle Detection. Mình sẽ được trình bày ở trong cái playlist Data Structure and Algorithm. Chính vì vậy mà các bạn hãy sang playlist Data Structure and Algorithm và nghe mình trình bày về cái thuật toán này và sau đó làm lại bài tập này với cái độ phức tạp là ON thôi. Ok, nhưng mà khi thì cái source code và tất cả các link liên quan sẽ được để phần dưới phần miêu tả và cả cái video trình bày về cái thuật toán Floyd để mà xác định với cái điểm bắt đầu của circle chỉ bằng ON thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.